Wow, con thích mấy con tôm hả? Wow, mấy em tôm dễ thương quá. Ủa, con ngửi em tôm hả? À? Em tôm này còn bơi được không, bắp? Có bơi được không em tôm? Bơi không được nữa hả? Đâu, con thích em nào chỉ ba coi. Con dám cầm em tôm không? Con cầm em tôm lên đi. Đi nhanh, cầm em tôm lên. Coi chừng nó cắn. Con có sợ tôm cắn không? Con tôm nó còn sống không? Không còn sống nữa đúng không? Vậy con có sợ không? Vậy nó không có còn sống mà con có sợ không? À, con không sợ nữa hả? Vậy con cầm em tôm lên đi. Cầm em tôm lên đi. Đâu? Hửi em tôm mà. Con cầm em tôm lên. Cầm em tôm lên. Sợ hả? Con có gì đâu mà sợ em tôm. Em tôm không còn sống nữa thì con cầm lên đi. Mình một lát mình ăn thịt em tôm luôn nha. Đúng rồi, không còn sống nữa. Một lát con có muốn ăn thịt em tôm không? Con có muốn ăn thịt em tôm không? Trời, con hay quá. Wow. Con ăn mấy con? Con ăn mấy em tôm? Mà má ơi coi. Mà má thấy rồi con. Mà má thấy hai gì? Con ăn mấy con nói ba nghe đi. Wow, wow, con hửi. Quá thích em tôm luôn. Cầm em tôm đi nguội nè, lên chụp hình. À, chụp hình cho con nha. Đó, cầm Nha, nè. chụp hình cho bắp nha. Rồi, cầm em tôm lên, để lên. Rồi, nhìn ba. Cười. Ủa, dễ thương quá. Rồi, làm chụp tấm nữa nè. Cầm em tôm lên. Cầm cao lên. Không có nóng đúng rồi con. Rồi cười. Dễ thương quá. Dễ thương quá. Rồi mình ăn nha. Tạm biệt em tôm đi. Con nói tạm biệt em tôm. Tạm biệt em trên. Rồi.